phải làm điều thiện nhiều lên. Rồi xong cái hàng ngày biết nghe lời niệm Phật, ăn chay biết tin Phật, biết biết tin Phật pháp, biết biết đi con đường chánh pháp, biết biết niệm Phật ăn chay, rồi biết cho một người chí đạo. Rồi đây đó Cà Mau, Trần Nam TV. Thân chào toàn thể cô chú anh chị gần xa. Thì gần đây thì chúng ta cũng biết nhiều về sự việc của bé Tần Lam rồi, và gây ra nhiều tranh cãi khi có nhiều cái dư luận trái chiều, đặc biệt là những anh em YouTube là chia sẻ những điều tốt đẹp về bé. Sáng nay thì em cũng dự định nói về vấn đề này, nhưng hôm nay là em phải thú nhận thôi, bởi vì có rất là nhiều vấn đề gì mà thú nhận ghê á. Hả? Làm gì hồi hộp nha. Cái này là để em nói rõ sự tình luôn, là em xin thú thật với hai anh luôn. Là sáng nay là có một cái điều mà bắt buộc mình phải nói ra hết sự tình thôi. Chứ mình giấu giếm không làm được cái gì. Tại vì cuộc đời này là ta nói rằng là cầu mong cho sự thật thì được khoan hồng, đúng không? Cái này và cái này hơi quan mang nè. Và được nhiều cái phước đức nữa. Thì ở đây em xin nói rõ luôn, là cô chú nói là những người tức là ở đây là không qua đủ cả nắm, nhưng có nhiều người nói rằng là nói tốt về bé Tần Lam, rồi chia sẻ những điều về bé, được gọi là, hay là mình từ thiện phát tâm đó, là được gọi là những người này được chia phần trăm từ mẹ của bé hay sao? Gì? Ghê hả? Đúng rồi. Thì nói rằng có, là trong có nói có sách mách có chứng. Không, ý là mình có chia phần trăm không nha. Thì bây giờ là em cũng có chia, thì em để em thú nhận sự tình đi, đúng không? Là bây giờ là những người đó nói rằng là ở đây là mấy anh có được chia phần trăm từ mẹ của bé không, mà lại nói nhiều điều là tốt đến như vậy, rồi phát tâm từ thiện các kiểu. Chúng tôi thấy việc anh làm, nhưng mà chắc có lẽ là còn suy nghĩ lại, bởi vì là đây là những câu chuyện ma mị, là con người không nên tin. Thì ở đây là em xin thú nhận là em bữa nay em nói luôn là em lừa đảo anh ạ. Lừa đảo là không có chơi nha, không chơi dung nha. Cái này là em lừa đảo. Thì em không có lừa đảo gì nhiều. Nhưng mà em lừa đảo số tiền lớn lắm, tự chà bá luôn, em công bố màn hình cho quý vị, cô chú chị mình xem. Bây giờ là cái này nó không được bao nhiêu, nhưng mà gom lại tờ 500.000, cái này cũng bọn quá cô chú, là 10 triệu có hơn. Thì em xin thú thật với những ai mà đang chỉ trích luôn, là giờ em lỡ rồi. Em lỡ là bình thường á, lỡ lừa đảo người dân là sao? Là tại vì thông thường mình từ thiện thì mạnh thường quân đóng góp, đúng không? Nhưng cái vấn đề là thông thường, ví dụ như anh hay chị gì đó, gia đình ở nhà hay bà con nào đó đi tới tiệm mua gạo là phải tốn tiền, nhưng mà giờ em lỡ lừa đảo mọi người tới nhận gạo mà miễn phí. Đây là bởi vì là em cũng xin thú thật cái điều này, là em lừa đảo mọi người hôm nay, cụ thể là tại Dầu Tiếng Bình Dương, làm hết hồn, là nói chung là sẽ được tới cái khu vực hồ Dầu Tiếng và chia sẻ cùng những người dân vào cái dịp Tết ngày hôm nay của đầu năm mới. Là những bà con ở đó đang rất là khó khăn, là đối với người khác thì có thể mua gạo tốn tiền, nhưng em gọi là nhận gạo nhưng em không lấy một đồng nào cả, mà ở đây là tiền của Mạnh Thường Quân là chia sẻ để san sẻ, là dẫu là của ít lòng nhiều, ở đây thật ra cũng không có nhiều đâu, là tầm 10 triệu thôi. Để làm gì? Mình người ta từ thiện 100 triệu tiền tỷ người ta mới công bố. Nhưng nên nhớ rằng cuộc đời này là của ít lòng nhiều, miễn sao mình sẽ chia từng cái hạt cơm, một chén cơm cũng gọi là công đức. Thì anh có thấy lạ không? Lạ chỗ là nào giờ người ta từ thiện với sự thật á thì mới có phước, còn bằng này em lừa đảo mọi người vẫn có phước. Bởi vậy điều này là phải đáng suy ngẫm lại. Do đó là do ăn ở. Chẳng qua là em muốn làm hài lòng, là hài lòng ai? Làm hài lòng tất cả chư vị mà đã nói rằng là dành những cái hoài nghi, rồi dành những sự tò mò, rồi theo dõi là sát sao, là cho rằng là không biết cái vấn đề gốc khuất nào phía sau, mà mọi người ở đây lại tung hô bé. Ở đây không phải là ma mị gì, cũng không có nói nhiều cái chuyện tâm linh, mà ở đây nói về cái sự nhân duyên và quy luật cuộc sống. Là một người ở đời là nên hướng thiện, nên chia sẻ nhiều điều tốt đẹp, biết rằng cuộc sống này mình cần tiền, nhưng mà đồng tiền không thể nuôi cái xác thân của mình mãi mãi được, cuối cùng rồi cũng sẽ trở về với các cõi trần gian. Nên điều cần biết là mình phải làm như thế nào, dẫu mình có nói dốc lừa đảo người ta, nhưng mang nhiều việc tốt cho người ta no ấm,
điều đó vẫn công đức. Cái đó là một điều hạnh phúc. Còn mình có nói chân thật cách mấy nhưng cuối cùng những gì hành động mình làm nó không có ý nghĩa cho xã hội. Đúng. Thì mình sống một đời trên đời này vô nghĩa. Bởi vì em từng nói một câu là sống một kiếp là trần ai không dễ, luật thiên điều không để lăn lộn. Là con người của mình đó là phải đầu tiên đó là công khai minh bạch. Và hồi sáng em cũng chia sẻ clip rồi, chiều nay từ thiện tại Bình Dương. Nhưng chính trong clip đó là có bình luận, em sẽ đưa lên màn hình luôn nha. À, chia sẻ cho hai anh Kim tên màn hình của Được Mối TV và Trần Nam TV. Là hai thằng này là ý nói là sáng chưa có xuất hiện của anh này. Và nói là em với anh Nam thôi. Là chắc được chia phần trăm từ mẹ bé. Thì quý vị cùng xem lên màn hình sẽ thấy những bình luận này. Thì em ở đây em không biết được chia hay không, thì em cũng được chia một phần nè. Cái phần này là được chia cho em để làm gì? Để em đi lừa đảo. Mà lừa đảo mọi người là nhận gạo không tốn tiền. Thì điều này theo hai anh nghĩ như thế nào, em mời anh Nam đó. Thì cái cảm nhận đầu tiên thì khi mà em chia sẻ cái dòng bình luận thì dạ. Trên video của anh cũng lại có một xuất hiện một cái bình luận là hai thằng này bị ngáo đá hả? Có luôn, có một bình luận á, biết có xó chưa thì không biết. Nãy khi mà Nam xem là vẫn còn nha. Cho dù giờ cái bạn đó hay là anh đó, chị đó, hay là cô chú đó, nói chung là để lại cái bình luận, nói chung là nó cũng hơi tế nhị, cũng hơi khó nghe. Nhưng mà không sao, Nam không có trách những người mà kiểu giống như là thiếu nhận thức. Thì Nam không trách những nói người chung đó, là chung mình là quan hỷ. Mình dùng vậy thì cũng hơi nặng. Tại vì em cũng nói chung là đôi khi mình dùng từ ngữ mình là người phàm sắc thịt, ở trần miền cũng được ăn dơ, mà mình cũng học hành chưa tới đâu, nên có những lời lẽ có gì cô chú bỏ qua anh em đó. Nên là em sẽ dùng những cái từ, tại vì là nếu như nói đáng ra thì mình tại sao mình không trách, tại vì mình phải đáng thương, mình phải thương. Thương là vì sao? Tại vì ví như mình hiểu biết những điều đạo đức thì mình may mắn hơn họ. Và thì mình hãy thương những người không hiểu. Và anh em ở đây cũng sẵn sàng giống như là chấp nhận là giống như bị ngáo hay là bị khùng hay là lừa đảo gì đó, vẫn chấp nhận chấp vậy. Được. Tụi em sẵn sàng đổi lại cái những cái hạt gạo cho bà con nghèo. Miễn sao họ hạnh phúc ấm no à. Thì em ở đây mang danh lừa đảo cũng được. Không sao cả, thì quý vị cứ nói thoải mái. Nhưng mai này thì hãy nhớ rằng tụi em lừa đảo cái gì. Thì tụi em cũng cung cấp bằng chứng cho quý vị luôn. Tụi em lừa đảo mọi người nhận gạo miễn phí. Còn quý vị có biết em lừa đảo cái gì khác thì có thể tố cáo công an cũng được. Thì quan trọng là khi cơ quan làm việc thì mình nói có sách, mắt phải có chứng. Thì trên đời này mình ăn từng hạt gạo, mình ăn những đồ, nói chung là mình có thể mình ăn cái gì cũng được. Tại vì thông thường thì 9 người 10 ý, mình cũng giống như những lời nói, mình nói cái gì cũng được. Nhưng quan trọng là lời nói của một người được gọi là có đạo đức thì mình phải chuẩn mực. Cũng như lên đây em có lỡ lời cái gì, em cũng như nãy anh Nam lỡ lời nói như thế đó, thì em cũng xin lỗi quý vị rằng tại vì chúng em học hành chưa có tới đâu, nên là sẽ có đôi khi là thấp kém của quý vị, nên là sẽ dành những cái lời nó hơi thô một chút xíu. Nhưng mà tại vì thế gian người ta nói là thô nhưng thật, thì em cũng xin quý vị quan hỷ cho. Và chủ yếu là cũng muốn làm những điều tốt đẹp thôi, nên nhận về những câu chửi em điên khùng cũng được đó, không vấn đề, không sao hết. Được, em có ý suy nghĩ của em như thế nào về cái câu chuyện của phát gạo này? Theo em á, cái sự việc mà phát gạo này á là cái sự việc là mà nghi ngờ nói hai anh là bên nhà Phật trong của mẹ bé Thương Lan, với mà những cái quý khán giả mà vào để mà comment những cái lời nói thì phải nói là cũng là khó nghe thiệt. Nhưng mà cái này là anh em mình làm là bằng cái tâm của mình đó. Nhưng mà theo như quý vị xem thì bây giờ mấy anh em của em lừa đảo này thì mấy em được cái lợi gì đâu trong đây, đúng không? Mà cái này anh em của em á là nói thật là lừa đảo, nhưng mà cho bà con mình những cái có được những cái cuộc sống ấm no nè. Trong cái mùa Tết này á, thì anh em của em sẽ chấp nhận hết những cái lời chỉ trích đó. Đó, miễn sao bà con mình có cái Tết này là được ấm no hạnh phúc bên gia đình của mình là tốt rồi. Còn những cái việc khác thì mấy anh em của em làm là làm bằng cái tâm của em, mấy anh em của em sẽ không có để tâm về cái vấn đề này nhiều quá, thì mong bà con cô bác của mình xem lại. Và cái vấn đề mà thường thường á, tu thì có theo ma ám, mà đi làm từ thiện thì có người bị chỉ trích, có người chỉ trích, đó là một điều là không thể nào tránh khỏi được. Đúng. Đó, không thể nào mà không tránh khỏi. Thì 9 người 10 ý, ví dụ như một chục người thương thì trong đó, trong một chục người đó phải có ít nhất là 2-3 người người ta ghét, người ta ganh tị. Thì và phần
tiếp theo là buổi chiều ngày hôm nay á, là một chút nữa tụi em sẽ lên cái video tiếp theo là về mà đi mua gạo và số tiền trả là bao nhiêu. Đó là sẽ gửi cô chú anh chị sẽ xem một cái video tiếp theo. Phần tiếp theo là anh em sẽ đi mua gạo và chắc lên xe đó, và sẽ làm cái một cái video dài tới khi mà kết thúc cái phần phát gạo của chiều hôm nay. Và cũng qua cái video này nè thì Nam cũng gửi lời cảm ơn với một chị khán giả ở Bến Lức, Long An, là không có nói tên, là đã hỗ trợ 500.000 tiền thuê xe đó, đi từ Bình Dương lên Dầu Tiếng, bên đó cũng tầm 50 cây á. Đúng rồi, 50 cây là chỉ hỗ trợ được 500, thì còn lại bao nhiêu thì anh em mình hồng vô. Có lời gì nói không? Thì sau cùng thì em cũng xin hẹn quý vị là hãy đón xem là cái hành trình sắp tới của anh em tụi em, là sẽ gieo nhiều cái duyên và kịp thời nhất trong Tết 2021 này. Để phát cho tất cả bà con cô bác của mình có cái hoàn cảnh khó khăn, có cái được cái mùa Tết năm nay sẽ được ấm no hạnh phúc và vui vẻ hơn và có đầy đủ hơn ha. Và bây giờ thì mình xin kết thúc video đi, tại vì mình dành thời gian để đi phát rồi chia sẻ hình ảnh mới cho bà con thôi. Trần Nam TV đây đó, Cà Mau. Được Ngố TV. Xin chào tất cả mọi người nha. Nhớ đón theo dõi những cái video tiếp theo của mấy anh em.